Rồi, okay, xin chào các bác. Thì như chúng ta cũng biết rồi đấy, LG nhà mình ấy thường thường là hoàn thiện cái sản phẩm không được tốt cho lắm, đặc biệt là cái lưng này, nó tiếp xúc với cái khung viền và cái mặt kính đằng trước nữa, tiếp xúc với khung viền thì thường thường không được tốt. Nhất là những cái máy mấy cái lần trước đây như kiểu là V30, V40, V50, G8 các thứ, G7 các thứ đều khá là hở, và nhiều anh em cũng đang là rất là chê trách về cái việc mà nó bị hở cái nắp lưng hoặc hở kính như thế. Tuy nhiên thì đến những cái thời như kiểu Velvet và V60 rồi con Wing này thì nó đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Em cảm giác là nó đã gần được tiệm cận với những cái hãng khác như Samsung với Apple rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn không thể bằng được, nhưng mà em thấy là LG nhà mình đã thay đổi và nó đã hoàn thiện khá là tốt rồi. Tuy nhiên ý, có một cái vấn đề mà gần đây thì các bác cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề mà bị lệch camera trước. Thì cái việc mà lệch camera trước thì em sẽ nói sau, còn cái việc lệch camera sau ấy thì em thấy đó là rất bình thường nhé. Tại vì camera sau ấy thì thường thường là con nào nó cũng có cái việc mà chống quang học ấy, cho nên là khi mà các bác đang chụp ảnh ấy, và các bác tắt đi thì có thể nó đang giữ im ở một cái mé nào đó, nó đang lấy nét ở ở cái vị trí nào đó, hoặc nó đang bị rung lắc ở cái phần nào đó, thì cái chuyện mà lệch cam sau ấy thì nó là hết sức bình thường nhé, vì cái hiện tượng mà chống rung quang học của nó thôi. Tuy nhiên ấy, thì cái chống rung quang học ấy nó không gần như không có ở cam trước, cho nên là rất nhiều con bên LG ấy, nó có hiện tượng mà bị lệch cam trước. Thì hôm nay em sẽ nói cho các bác biết được là tại sao nó có hiện tượng lệch cam trước như thế. Thì đây em có một con G3, G3 khá là cũ rồi, thì nhân tiện nói về đấy em tìm lại nó thôi. Thì em thấy nó cũng bị lệch cam trước các bạn. Đây này. Đó, nó cũng hơi lệch lệch. Đây này, xoay đủ kiểu cho các bác xem. Đó, nó cũng hơi bị lệch. Đó. G3 cũng hơi lệch này. Đây em có con G4 nữa này. Con G4 này thì ngon hơn một chút. Tuy nhiên thì nó cũng hơi lệch một chút. Đấy, em nhìn có thể nhìn qua cái kính của máy quay thì các bác không không nhìn rõ ràng được, nhưng mà em soi ở ngoài mắt thường thì nó cũng bị lệch nhé. Đó. Đó. Và đây em có một con nữa là cái con V30. Đây các để em lau đi chút. Đó đây các bác. Không biết các bác có nhìn rõ không, nhưng mà để em xoay đi một chút. Xoay đủ hướng, tại vì có thể là cái ánh sáng nó chiếu xuyên đi thì nó có thể là nó không được nhìn, nó không được ngay ngắn. Thì như con V30 này cũng hơi lệch một chút này. Rồi. Tiếp theo em sẽ có một con V30 khác nữa. À. Con này cũng hơi lệch một chút. Đó. Đó. Nó cũng hơi lệch. Và ở đây đặc biệt là có con G8 này. Con G8 này em đã tháo ra rồi. Và em cho các bác biết là nó cũng bị lệch đây. Đây các bác. Con G8 này thì lệch nhiều hơn. Đấy, nó lệch về phía phía trái này này, lệch về phía này này. Đó. 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 Thì gần như mấy con em dùng gần đây đều lệch hết các bạn đây. Ví dụ con Wing này thế, các bác có thể thấy này này. Nó cũng lệch đây này. Đây này. Đó, các bác thấy không? Con Wing này là con em mua nó cũng cách đây gần đây thôi, nhưng mà ý là Wing bây giờ nó cũng gần như không có hàng dựng, đã chưa có hàng dựng đâu mấy đâu. Đây, cam trước của nó cũng bị lệch này, các bác nhìn không? Đấy, rõ ràng luôn. Đó. Thì cái hiện tượng lệch cam trước này của LG ấy thì làm anh em sử dụng LG gần đây rất là lo lắng, bảo là chắc là máy dựng rồi, máy thay thế cái gì đây, thay kính hoặc là thay camera đây. Nhưng mà thực sự ấy, thì là em cũng có tham khảo rất nhiều anh em bán máy rồi, nhiều người dùng trên hội cũng có nói, thì cái việc lệch cam trước của LG ấy, cái việc lệch cam trước này của LG ấy, nó gần như là một chuyện hết sức bình thường luôn. Nó lệch như kiểu như thế thì đương nhiên là anh em bảo em vừa nói cái câu đấy thì anh em bảo là như thế là đang là bênh vực người bán rồi các thứ cái kia, nhưng mà thực sự là cái việc lệch cam trước này
nó là một chuyện nó bị phổ biến quá ấy. Nó đương nhiên ấy, là nó không thể bao giờ quỷ lệch quá đáng như kiểu là đây này, em có một bác mà nói trên nhóm mình là đây là nó lệch như này này, thì nhiều bác ấy bảo là lệch như này là hàng đã bị thay thế linh kiện rồi, thì cái này cũng có thể nha các bác. Cái này em cũng không thể phủ nhận được là cái việc lệch này cũng có thể là do bị thay thế linh kiện này thế này kia, nhưng mà nó vẫn có thể là hàng zin đấy, nhưng mà nhà sản xuất người ta có thể bị làm bị lệch như thế, người ta không không quá trình kiểm duyệt, người ta không 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 sát sao được, vì LG nhà mình làm rồi làm điện thoại cho nó vui mà, cho nên là nhiều khi ấy, cái chuyện mà lệch cam trước này nó rất là khó để mà giải thích được cho các bác. Nếu mà giải thích là LG nó làm như thế ấy, thì các bác sẽ bảo là chẳng có hãng điện thoại nào mà làm cái sản phẩm mình nó tệ như thế, lệch như thế mà người ta không 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 sửa lỗi đi. Đấy, còn bảo là nếu như mà bảo là nó lệch như thế này là cái hàng bạn đã bị thay thế linh kiện rồi ấy, thì cũng không đành lòng, tại vì nhiều cái máy nó bị lệch quá như thế, dẫn đến là bảo là bị thay thế linh kiện thì cũng rất là tội người bán. Đấy, và đặc biệt là những cái bác mà bán nhiều hàng LG thì các bác hoàn toàn có thể thấu hiểu điều này, là vì cái chuyện mà giải thích cái lỗi lệch cam trước này đối với khách hàng thì nó rất là khó khăn luôn, và thậm chí là không biết giải thích thế nào luôn. À, nhiều khi là phải trông chờ vào sự thông cảm của người mua thôi. Tại vì cái chuyện này em đã dùng LG bao năm nay rồi thì em vẫn thấy là có lệch thật, nhưng mà nó lệch cũng vừa phải thôi. Có những con lệch quá thì đúng là mình cần phải xem xét xem là nó có bị thay thế cái này cái kia không, thì cái đấy thì phải tháo máy ra mới biết được, chứ còn bảo là ngồi đây phán nó lệch là nó đã thay thế linh kiện thì cũng cũng không đành lòng, cũng không dám chắc chắn là như thế. Cho nên là cái việc lệch này cái phương pháp giải quyết như nào, thì là nếu như bác nào mà mua cái máy nào bị lệch camera như này thì liên lạc với người bán là tôi không thích cái máy lệch cam trước như này thì đổi cho tôi máy khác. Thì người bán người ta em nghĩ là người ta sẵn sàng đổi cho các bác máy khác thôi. Đó. Thì cái phương pháp là như thế nhé. Các bác không thích cái việc lệch như này, không ưa được, không thể chấp nhận được, thì các bác hãy liên lạc với người bán để mà đổi cái máy khác. Và em nghĩ là cái chuyện này người bán sẵn sàng đổi cho các bác thôi. Đấy. Cho nên chuyện nó rất là bình thường thôi. Và nhân tiện đây thì em có mấy con mà bị lệch như thế, em sẽ táo hẳn nó ra cho các bác biết được xem là cái nguyên nhân nào nó gây ra hiện tượng lệch như thế. Thì đây, em lấy điển hình một con G8 này. Thì con G8 này lúc nãy em đã tháo ra rồi, tháo cái lắp lưng ra rồi. À, và em đã thử cậy cái cam trước này ra rồi này. Đây, cam trước ở phía này. Thì cậy nó rất là khó nhé. Em cậy khó quá, em cậy đứt bố cái ấy luôn. Đứt bố cái cáp ra, cái cáp kết nối của nó luôn. Đây này các bác, đứt luôn nhé. Mà em cậy ra rồi đấy. Cậy mãi nó không ra mà nó đứt bố cái này luôn. Thì đây em cậy lại đây. Đấy, thì giờ là lần thứ hai rồi, nó cậy thì nó dễ hơn. Thì đây. Nó ra rồi đây. Thì cái camera của cái con G8 này này nó cũng có một một chút chống rung học nha các bác. Đang nhìn các bác nhìn này. Đó, các bác thấy không? Đó, các bác thấy sự xê dịch của nó đúng không? Đấy, nó vẫn có đấy nhá. Và khi mà gắn vào đây này, khi mà gắn vào cái khung chứa nó ấy, đây, gắn vào khung chứa nó. Em gắn lại nào. Đấy, khi mà gắn vào rồi ấy, gắn vào cái khung chứa của nó rồi thì nó rất rất là chắc chắn nha các bác. Đây này, nó không bị xê dịch sang trái sang phải hay lên xuống đâu. Đây này, khi mà gắn vào rồi ấy, nó gần như là cố định một chỗ luôn. Mặc dù là cũng có thể là do keo, nhưng mà cái chỗ này gần như là em nghĩ là không phải do keo. Keo thì nó có ít thôi, nhưng mà gắn xuống cái là nó không, gần như là không không xê dịch đi được. Đấy. Con này không xê dịch đi được luôn nhé. Đấy. Đấy, đây là gắn xuống nhé, đây là con G8 nhé, em gắn xuống nó không xê dịch đi đâu được. Thì đây em có một cái con đây, em cũng tháo rồi đây. Đây, cái con B30 đây. Đây cũng là cái cam trước của nó đây. Đây. Cam trước con này gần như không có keo luôn các bác nhé. Con B30 này ở phía mặt này không có keo luôn. Thì khi con B30 này em gắn vào thế nó cũng không thể xê dịch đi đâu được. Đây này các bác. Nó cũng không thể xê dịch đi đâu được luôn đấy. Đó. Đó, cho nên là cái khung mà để chứa cái camera trước này này nó rất là vừa vặn và nó cố định con cái camera trước này, cho nên nó không không xê dịch gì đâu được đâu. Cho nên nếu như mà cái hiện tượng mà bị lệch camera trước này thì em nghĩ đấy là cái
cái em nghĩ thôi nhé, cái chủ quan của em nghĩ thôi là nếu mà bị lệch cam trước này thì em nghĩ đó là do đã bị thay cái màn hình, hoặc là bị đã bị ép kính, thay màn hình hoặc là ép kính nhé. Đó thì em như em tháo ra thì cái với cái suy luận của em thì em nghĩ là như vậy. Còn cái việc mà thay thay cái linh kiện, ví dụ thay camera trước này, thì nó cũng không làm cái camera trước nó bị lệch đâu, không làm cái lỗ này bị lệch đâu, tại vì cái khung nó chứa rất là chắc chắn luôn đấy, đặc biệt như con G8 này rất là chắc chắn luôn đấy. Cho nên là em nghĩ là khi mà bị lệch như này thì đa số là do thay mặt, thay ép kính hoặc là thay cả cái màn hình này thì nó mới gây ra hiện tượng như thế đó. À, thì cũng nhân tiện đây tháo con G8 này ra rồi, tháo cho các biết được cái Face ID của con G8 này nó như thế nào. Đây này, để em tháo ra, nó hơi khó khăn một chút này. Cái Face ID của nó cũng thế các bạn, nó cũng nằm trong cái khung rất là cố định luôn, rất là khó để tháo ra luôn đó, tháo ra nhiều khi là muốn hỏng luôn các bạn đấy. Thì đây là cái Face ID của cái con G8 đó. Thì đây các bác, cái Face ID này nó cũng có một cái cam đấy, có một cái cam nữa các bác. Cam này thì không 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 xê dịch được. Vậy bên này em nghĩ là nó một cái cảm biến ba Face ID gì đấy em không rõ, nhưng mà này đây là cái cụm của con G8. Nói chung là cái Face ID này của con G8 nó là Face ID 3D, cho nên là nó rất là ổn các bạn, nó mở khóa màn hình rất là chuẩn luôn. Có hiện tại là chỉ có con G8 và con G8S là có thôi, còn tất cả những con khác của LG thì không có cái Face 3D này nhé, là cho các bác nhớ đấy. Rồi nói chung là thì từ nãy giờ em cũng tháo một hai con cho các bác biết rồi đấy, thì là cái việc mà lệch cam trước ở trên LG ấy, thì đúng là nó phổ biến thật, nó rất là nhiều, thì cũng không thể nói là thương gia người ta thay thế cái gì, hoặc là máy nó như LG người ta làm như thế hoặc là như thế nào đấy, thì em cũng rất là khó giải thích. Thì em bây giờ chỉ lêu cái những cái có thể cái nguyên nhân để mà gây ra cái hiện tượng lệch cam như thế, thì em thấy chỉ có nguyên nhân là thay kính hoặc là thay màn hình hoặc ép kính thôi. Đấy thì các bác, em có một cái clip mà hướng dẫn các bác phân biệt được cái máy mà ép kính ấy, thì các bác xem lại cái clip em để dưới mô tả nhé, xem là máy mình có những hiện tượng như thế không. Còn thực sự là nếu như mà người ta thay cả một cái màn hình nhé, thì các bác cũng không thể soi được là cái máy đấy đã bị ép kính hay không đâu, tại vì khi ta thay màn hình thì người ta có những cái gioăng, em bảo đảm với các bác là có cái gioăng màn hình ấy nó gần y chang như là cái gioăng của nhà sản xuất luôn. Cho nên là các bác khi mà người ta thay cả bộ màn hình này này, nếu như người ta không 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 dùng keo ấy, thì gần như là không dùng keo để dán ấy, thì gần như là các bác không thể biết được đó là cái máy mà đã được thay cả cái màn hình đấy, tại vì cái gioăng mà bây giờ LG, những cái thương gia hoặc những thợ làm LG ấy, người ta có gioăng rất rất là tốt rồi, có gioăng rất tốt rồi các bác, người ta chỉ mua bộ màn hình về, người ta lột cái gioăng ấy ra, người ta dán hít lên cái là thành cái máy ngon luôn, và nó cũng gần như rất là khít luôn. Đấy, rất là khít luôn. Đấy, cái máy này của em thì đương nhiên là cái màn hình zin rồi, nó vẫn còn khá là khít. Đấy, thì cái việc mà lệch cam trước này, em hy vọng là sau cái clip này thì các bác nào có một cái nhìn nó khách quan hơn. Đấy, chứ không phải là cứ cứ đổ lỗi là thay, à quên, cái lệch camera này là do cái thằng bán nó thay thế linh kiện rồi. Đấy thì hy vọng là cái clip sẽ giúp được cho các bác. Còn nếu như các bác nào mà thấy cái cam trước của mình không được ưng ý, không được hài lòng, không chấp nhận được nó, thì sẵn sàng là bảo người bán là đổi cho tôi máy khác hoặc trả máy, cái đấy chuyện bình thường, và thương lượng hai bên nó rất là dễ, chuyện này nó rất là bình thường rồi. Ok, chào các bác nhé.